Alo các bạn, hôm nay mình với ba mình ăn lẩu nha các bạn. Là lẩu cá kèo nha các bạn. Mì, rau, lẩu.
Sáng thấy quá trời rau muống mà sao giờ hết trơn vậy? Rau muống á. Mấy cái già rồi đâu có ăn được. Rau muống mình phải bỏ cái cọng dưới cái cọng rồi quắt cứng ăn giống như là ăn hành xi ăn này. Đúng chưa?
Qua nữa chén để xương. Yeah.
cá kèo rồi chưa chín chín rồi chưa chín hoài bao nhiêu độ biết ngàn độ đó gục luôn chú chín mấy con bỏ trước bỏ sau nó chín bỏ vô rồi bắt ăn hết rồi mày kêu tao dứt hết nó ra mà có bị tăng không? Hả? Không, bỏ đi luôn nồi này chua. Con trai nó ăn
Nói tiếp mà nó không ăn chay cho nó ăn. Tính nó quá nhỉ. Tưởng nửa ít mà ăn không hết rồi bà. Tưởng nửa ít mà ăn không hết nha, cất kẹo á. Không hết, nhiều quá ăn nó bỏ mà 12, 13 con. 3, 4 người ăn. Người ăn thì 3 con cũng ngon. Giá mình tới đây xin tạm ngừng nha các bạn. Nếu bạn thấy hay các bạn like, subscribe và comment nha các bạn. Bye các bạn nha.